Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi bắt ong nha mọi người. Thì cũng có nhiều bác cũng hỏi mình làm sao bắt ong để mà con ong chúa nó ra. Thì hôm nay thì mình cũng cũng cố gắng là tìm thấy một cái tổ ong đây. Hơi cho nắng xíu nha, tại vì bắt buổi trưa cho nên là nó nắng nha mọi người. Đây cái tổ nó đây. Và đây này. Thì ở đây nó có hai lỗ tổ mọi người ạ. Nắng lắm. Thì đi bắt ong là nguyên tắc phải bắt vào lúc trời nắng nha. À, nó vào đá quạt này, nó càng quạt nó càng nắng như thế này á thì mình bắt ong càng dễ nha mọi người. Tuyệt đối là không bắt vào lúc trời mưa, trời mát. Đó. Cái giờ bốc bay của con ong á là từ 10 giờ cho đến 3 giờ chiều. Thì đó là khoảng thời gian mình bắt nha, 2 giờ rưỡi hoặc là 3 giờ chiều. Thì cái thời điểm đó mình bắt á là sốc ong, ong nó dễ ra lắm. Đó, nó ong nó tuyệt cực kỳ dễ ra, mà quá cái những cái giờ đó hoặc là sớm hơn á thì con ong nó sẽ co cụm lại. Giả sử như là 5 giờ chiều mà các bạn cố tình bắt ong á thì sẽ không có tìm được con chúa đâu. Đấy, cho nên là mọi người phải chú ý cái này nha. Thì mình đã nhắc nhở rất là nhiều lần rồi, đừng ham bắt ong vào buổi chiều, bắt không được thì để ngày mai bắt. Đó, sáng ngày mai ra nó sẽ tụ lại một cục ở đây này. Nếu mà bắt bằng lông não nha thì chiều hôm đó không bắt được con chúa đúng không, thì nguyên đêm đó nó có cái mùi thì nó sẽ tràn ra đây này. Sáng hôm sau chỉ việc tới thì mình nhìn đấy, sáng sớm đó, mình nhìn đó, thì có thể là mình sẽ thấy con chúa, tại vì nó sẽ không chui vào tổ đâu nha. Nếu mà bắt bằng lông não dính cái mùi là sẽ tràn ra đây này. Đó, nguyên một đêm nó sẽ không bay đi đâu hết, nó chỉ nằm ở ngoài đây thôi. Thì sáng hôm sau mình tới mình sẽ bắt lại nha. Và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ bắt cái tổ này nha. Đấy, thì dự tính của mình là cái tổ này thì chắc khoảng mình bắt khoảng 10 đến 15 phút nó ra, có thể là 5 phút nó ra, tùy theo đàn nha. Thì ở đây thì nó không có lỗ ở dưới nên không cắm nhang được. Nó có cái lỗ tổ ở đây và lỗ tổ ở đây. Đó. Xem bên này coi. Ở bên này cũng vậy luôn. Thì mình sẽ bắt bằng lông não nha, mình sẽ thổi ở trên cao kìa. Bắt bằng lông não thì không trực tiếp thổi vào tổ nha, mà phải thổi từ trên lỗ trên cao kia. Lỗ trên đó đó, luôn cái vòi. Đây, mình có cái ống đây. Cái ống đây. Thì mình có thể luôn lên trên nha. Đó, lông não. Tất cả các dụng cụ đây. Đấy, cái ống hút để mình thọt cái lông não vô để mình thổi nó. Bung cái điện thoại rồi. Đây mình có làm cái dạng ống ống dây đây này. Là cái này là cái dạng ống hút đây này. Gắn vào ống dây để thổi lên để đưa lên trên cao thổi được nha. Đó, khi mình đưa nó vào. Đó, mình cắm miệng vào đây để mình thổi thì nó bung lông não ra nha. Lông não thì các bạn nào á mà không đặt được á thì cứ nói mình. Có thể nhắn nhắn tin lên trên cái kênh YouTube của mình thì mình sẽ đặt mua dùm cho, chứ mình không có bán nha mọi người. Mình sẽ chỉ cần các bạn cho mình cái địa chỉ, tên với lại số điện thoại thì mình sẽ lên Shopee á mình đặt dùm cho nha, mình đặt dùm cho nha. Và nó giao tận nhà thì mọi người chịu khó là giữ điện thoại, bên giao hàng nó gọi cho á, thì mọi người cứ nhận cuộc gọi và chỉ việc là liên hệ với bên nhận hàng thôi nha. Nó mình đặt dùm nha, mình không bán nha mọi người, mình không bán. Đó. Cho nên là mình nhiệt tình thì mình cứ đặt dùng. Đó, bây giờ mình sẽ đưa lông não vào trong cái ống này. Đó. Lông não nha, ở miền Bắc người ta gọi là băng phiến cho mọi người. Ở miền Bắc người ta gọi là băng phiến, ở trong miền miền Nam người ta gọi là lông não. Cái này lông não này không phải là vô tiệm thuốc đâu nha, tiệm hóa phẩm nha. Tiệm mà người ta bán mấy cái đồ mà diệt đuổi côn trùng á thì cái này là nó đuổi dán ở trong tủ quần áo này. Đó. Thì mọi người nhiều bác thì cứ cứ tưởng nó là cái thuốc gì đó cho nên là cứ hỏi kêu vô nhà thuốc có không, nhưng mà đó là không không phải nha. Bây giờ thì mình sẽ đặt lên trên ống này, trên đây, trên này cũng có ong này mọi người, lỗ trên này cũng có này mọi người, để coi xuyên vô coi có không nha. Đây có ong à, nó thông qua được là tốt. À, nó thông qua được là tốt chứ nó vướng cái tổ ong mà không được nha. Bây giờ mình sẽ cắm miệng và mình thổi cái lông não nó rớt xuống nha. Do trên cao cho nên mình sắm cái sợi dây này. À. Rồi. Đó, bây giờ chỉ việc chờ thêm một ống nữa là chờ nó ra thôi nha mọi người. Bắt ong á, bằng lông não á thì á, phải bắt vào buổi trưa nha mọi người. Nó phải nắng. Ánh nắng trực tiếp nó vào cái cây cột điện này này. Thì nó nồng cái mùi á. Nó nồng cái mùi cái cây cột điện bản chất nó đã nóng rồi. Cộng với lại cái mùi lông não nữa thì nó làm cái nó ức chế con ong nó bay ra. Còn bắt vào trời mát nó không có nồng mùi đâu, bắt vào trời mát nó không nồng mùi đâu. Nói chung là bắt ong mà không bắt vào trời mát nha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cái biểu hiện của bọn nó nha, mình sẽ thổi cho nó thêm một ống nữa nha mọi người.
chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi. Thì đây mình đã phát hiện rồi, cái lỗ này thực sự là nó vẫn còn trống mọi người ạ, vẫn còn nhìn xuyên qua được đây này. Đó, bây giờ sao? Dễ lắm, dùng cái bình khói hoặc là cắm nhang ở đây thổi lên cũng được, thì nó sẽ lên trên này. Đó. Bây giờ mình sẽ, nếu mà nó không ra thì mình phải dùng bình khói nha, mình có sẵn bình khói đây. Nếu các bạn không có bình khói thì bạn dùng nhang nha. Rồi, để tăng thêm cái phần dễ ra thì mình dùng bình khói luôn nha mọi người. Đó, chỉ việc thổi cho thôi. Đó. Lông não cộng với khói dồn nó ra. Dồn là nó sẽ ra thôi mọi người. Đó, chuẩn bị nó ra này. Mình đã treo cái nón sẵn lên trên đây đây, cho nó có độ mát để nó chui vào đây. Đó. Và mình đang thổi miếng nữa. Dùng mình khói bắt ong cũng khá là thuận lợi như mọi người. Đó. Mình sẽ chặn ở trên này chỗ này, chặn cho nó khỏi chạy lên này, xịt ở trên này này. Chịu nó ra đây này mọi người, chịu nó ra nha. Rồi khi nào nó ra nhiều mình sẽ quay tiếp nha mọi người, tại vì thời lượng video nó có hạn đó. Đây này, mình đang cho nó tụ ở đây này mọi người. Mình đang cho nó tụ ở đây này, lát con chuối nó sẽ đáp vào đây nha. À, thay vì nó đáp vào nón thì gió này gió quá. Hôm nay bắt gió nhiều quá cho nên là mình bỏ cái nón ra luôn. Mình sẽ cho nó đáp vào đây này, tại vì nó đáp vô nón mà cái nón nó rung quá, nó lại bay ra. Nó không thích cho nên mình cứ để cho nó đáp vào đây nha. Đó, mỗi lúc nó ra mỗi nhiều mọi người ạ. Đó, thì khả năng cao là lát nữa chắc chắn là con chuối nó sẽ đậu đây. Và lát nữa mình sẽ quay con hồng chuối cho mọi người xem nha. Đó, nó nằm đây này. Rất là cao nha mọi người. Nó cứ chỉ cần cái đám quân nó đu ở đây càng nhiều thì lát con chúa nó thấy chỗ đen đen này, thấy bầy đàn của nó thì nó sẽ bay vô nha. Nắng gió quá. Này gió quá mọi người. Bỏ cái nón xuống luôn. Hồi nãy treo. Treo quá. Tại vì thường bắt ong mà gió thế này này, con chúa nó bay ra nó cũng bị thói gió thổi nó bay lạc. Lâu lâu nó sẽ rất là lâu nó tìm được về cái chỗ này. Đó. Nhưng thì con ong nó lại vàng mọi người. Ong vàng biết nó khác, nhìn có con ong nó nhìn nó vàng tươi hơn so với con ong mình ở nhà mình nuôi nha. Nó sắp vô rồi đó. Rồi nó ra mỗi lúc mỗi nhiều mọi người, nó ra càng nhiều thì chúa càng dễ vô nha. Hiện tại là con chúa nó ra rồi nha mọi người, nó đang làng vàng quanh mình đây này. Đó, khi mà con chúa nó ra thì đàn ong nó sẽ bay quanh mặt mình nha. Đó, cái biểu hiện của con chúa nó ra nha. Đấy này. Đó, nó cứ đi kiểm tra quanh mặt mình thế này này. Đó, là như vậy là con chúa nó ra rồi. Đấy. Thì con ong nó đang tìm con chúa. Con chúa đang là trên này này. Đó. Trong cái trường hợp mà khi mà con chúa nó bay vào đây á, thì con ong thợ nó sẽ kéo hết vào đây. Và nó sẽ không có con ong nào mà nó là quanh mặt mình đâu. Đấy. Đó, khi mà chúa nó bay ra là kiểu gì là đàn ong nó sẽ gom hết vào đây, nó chạy tập trung, nó chạy hết vào đây này. Đó là khi các bạn mà nuôi bắt ong mà các bạn thấy mà tự nhiên là ong nó chứ nhào nó chạy vào á, thì có nghĩa là con chúa nó vào nón rồi nha. Còn ong nó còn bay loạn á, đi tìm á, thì chứng tỏ là chúa chưa vào nón đâu nha. Ong mỗi ra mỗi lúc mỗi nhiều mà ạ, mà vẫn chưa thấy con chúa đâu hết. Không biết là hồi nãy chắc có thể coi chừng mình hun cái bình khói á, nó nhiều nó mặn quá thế này là nó con ong chúa nhiều khi vô tình nó bay vào cái ngọn bình khói nó hỏng rồi cũng có khi mọi người. Nó lâu phải để ý dưới đất này này. Đây, để ý dưới đất này nha. Đấy, nhiều khi con chúa nó rớt rớt đâu con đất này đạp phải là cũng hỏng luôn đàn ong mọi người. Đấy, phải để kiểm tra coi thấy nó bù dưới đất thế này đấy căng căng ạ. Đấy, lâu lâu phải kiểm tra dưới đất thế này. Con chúa nó rớt ra nó nằm dưới đất này này. Ong mà nó cứ bu bu dưới đất thế này này. Đó, nó cứ bu bu dưới đất thế này là phải kiểm tra kỹ nha. Nó đã ra rất là nhiều mọi người ạ. Hồi nãy mình bỏ đi một lúc mà hình như con chúa có thể là nó trốn ở phía trong này rồi này. Đó, có thể là con chúa nó trốn phía trong này rồi. Tổ ong thì cũng không to lắm nha. Đấy, giờ nó thấy nó khá là ổn định, nó êm thế này này.
khả năng là chúa nó nằm ở trong này rồi, tại vì lúc mà mình đi bắt ở tổ trên kia nữa kìa, nằm trên cây cột điện trên kia kìa, thì mình đi một thời gian thì mình quay lại thấy nó nằm tụ đây này, nó cũng không còn trong cái lỗ tổ, nó không đi ra vô nữa. Bây giờ mình sẽ lấy cái nón mình đặt ở trên này để mình hốt ong vô từ từ nha. Mình sẽ đây này con chúa này, đây con chúa đây mọi người, đó đây là con ong chúa này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy là mình bắt ong á, mình không cần phải đi tìm kỹ đâu, mình không phải chờ đâu, mình cứ mặc kệ nó đi, để lúc sau á là sẽ thấy con chúa thôi, con chúa nó đáp vào là nó sẽ thấy thôi, nó đi kiểm quân đấy. Đây, nó nằm ở đây này. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái rọ mình bắt nhốt nó vào nha. Hay quá, thành công rồi. Hồi nãy thấy nó cũng khá lâu, nói chung là tổ này cũng ra hơn nửa tiếng các mọi người. Đấy là mình chán quá, mình chờ lâu quá, mình lên trên kia mình bắt tổ trên kia, thì cái tổ trên kia bắt mãi thì không thấy đâu, thì ong đen xì à, mất chúa rồi. Đàn ong thì bị ai bắt mất chúa rồi, còn đàn này thì con chúa nó nằm đây rồi. Đấy, bây giờ mình đi bắt nó lại nha. Đó, con chúa rất là to, rất đẹp đó mọi người. Con chúa to đẹp nó nằm trong đây đây. Đó, bây giờ sẽ bắt nó lại thôi. Đấy thì khi mà các bạn bắt ong á, khi mà các bạn bắt ong mà khi mà nó tụ lại một như thế này này. Đó, mà nó không có thấy ong nó quay quanh mình nữa, thì có nghĩa là con chúa nó đã vào tổ rồi nha. Các bạn đừng có, các bạn cứ bắt mà các bạn cứ để đi, mặc kệ nó đi. Một lúc sau là con chúa nó đáp vào, nó không thấy người mình, nó không thấy mình á, là nó sẽ đáp vào nha. Đấy, nó cứ nằm im thế này này, ong nó dồn hết vào như thế này, là coi như là thành một cục thế này. Đấy này, gió nhiều quá mọi người. Gió treo cái nón lên, nó ban đầu mình treo cái nón lên để cho nó vừa vào trong nón, nhưng mà gió nhiều quá chứ nó cứ bay vô thì nó lại bay ra, nó tản mà nó rung á, rung nón nó bay ra, cho nên để cho nó đậu vào cái cây cột điện thế này này. Đó, rồi mình nó tụ thế này thì con chúa nó thấy cục đen đen là sẽ đáp vào thôi. Bây giờ mình sẽ bắt nó vào nha. Đấy, con chúa, cho các bạn biết con, các bạn nào mà không biết con ong chúa như thế nào thì đây là con ong chúa nha. Dễ thôi, nắng quá con ong chúa nó trốn ở đây đây. Đấy, nó cứ rúc rúc vậy đấy, rất là lạnh. Vừa làm vừa quay video mọi người ạ. Nó ra giờ con chúa nó đi trên quân vậy đó, nó phủ nó kiểm quân, bắt vào con ong thợ nó chích cho. Vừa xong bắt vào con thợ xém nó chích cho, phải thả ra kẹp rồi. Được rồi này, được rồi này mọi người, ong chúa đây, khá to khá đẹp đây mọi người. Đó, đây giờ mình sẽ cho nó vào rọ lồng lồng nhốt thôi là xong rồi. Nhiều hôm nó con chúa tơ mọi người, lông trên người nó phủ một lớp lông mịn này. Con chúa tơ bao giờ nó phủ trên người một lớp lông mịn màu vàng vàng, thấy không mọi người? Thấy nó vàng vàng không? Tuy nhiên nó cũng khá mệt rồi, giờ bắt giữa trưa cho nên này nó cũng khá mệt. Con chúa tơ mọi người đẹp lắm, đàn ông không có ông được mọi người. Đấy, chúa tơ nha. Thì cái con chúa tơ bao giờ nó cũng màu nó vàng, sao nó vàng hơn là con ong chúa già. Khi mà mình đã cầm đến đâu á mà ong thợ đi theo tới đó á, là con chúa nó thả về, nó ít khi mà nó bỏ chúa đó. Đây, mình chỉ cầm thế này này, ong thợ đi theo này, là ít khi nó bỏ chúa đó. Còn nó mình treo vậy mà con ong thợ không thấy nó ngó ngàng tới, chứng tỏ là con chúa đấy nó cũng già rồi. Ở ngoài thiên nhiên thì con ong chúa có thể nó sống đến 4 năm rưỡi đến 5 năm, cho nên là cái việc mà con chúa nó già là chuyện rất bình thường nha. Giờ mình móc vào nón và mình gom quân nha. Đó, mình đã móc con chúa nó vào nón rồi. Bây giờ có thể là hốt một ít ong nha. Hốt một ít ong này, làm nhẹ nhàng thôi, từ tốn thôi. Đừng có làm mặn, tại vì con ong nó không thích làm mặn bạo đâu. Cứ hốt từ từ, từng chút một nha. Chỉ cần hốt một khoảng một nắm tay thế này thôi thì con ong á nó sẽ thấy và nó lên dần dần nha. Các bạn làm ong á, các bạn làm từ từ thôi. Đó, đừng có làm vội vàng. Trong tất cả hoàn cảnh cứ phải làm từ từ thì mới được. Đó, mình sẽ đặt ở đây để cho nó bám vào con chúa và những cái con khác nó sẽ leo lên nha. Nó sẽ bò lên nha. Để trong thời gian này nếu mà các bạn mà có thể đi bắt được tổ khác á thì các bạn bắt nó đi. Một lát sau thì đám ong này này,
nó sẽ bò lên hết trên nón, đó mình về mình gom quần cũng được. Hôm nay thì mình sẽ đi bắt một tổ để mà làm video tượng trưng quay cho các bạn cách bắt ong thôi. Đó. Hầu hết là mình bắt là cái 10 tổ thì cũng sẽ có một vài tổ bị sai, bị hỏng. Đấy, 10 tổ thì cũng chỉ được khoảng 5 6 tổ hoặc là 7 tổ thôi. Đấy, gió nhiều. Người thấy này, gió nhiều cho nên là mình đi bắt ong mình làm biếng lắm. Mùa này gió nhiều. Để giữ nó lại. Thì đám này bây giờ nó bắt đầu lên thôi. Cứ xùa lấy một cái cành cây á. Với cành cây trong cái mình xùa nó là nó sẽ bay tán ra là nó vào trên nón thôi. Tại vì con chúa mình nhốt đây rồi. Và có một số ong nó nằm ở trong này rồi. Thì chắc chắn là nó sẽ bay lên thôi. Giờ mình sẽ hốt thêm một chút xíu nữa nha. Đó, làm ong cứ làm từ từ ấy, thấy chưa? Chết ngay đầu ngón tay không? Mình kẹp chúng con ong khi mình đưa nó vào trong này này. Mình đưa nó làm trên này này. Xong cái nó ghì nó vào con ong cột điện á. Dính vào, nó kẹp chúng cái chân nó thế nào chết cho. Con này chết nhẹ thôi, không đau. Con này chắc ong non. Hầu hết đàn này, đàn ong này ong non mọi người. Nó vàng chan, nó vàng lắm. Chết không đau mọi người. Con này chết không đau. Mình làm lại. Cứ hốt từ từ thôi. Nó còn đi lấy phấn này. Những con ong nó đi làm nó lấy phấn về đây mọi người. Còn đây có phấn ngô sao ấy. Nó màu đỏ đỏ này. Phấn ngô màu vàng vàng chứ. Phấn này là phấn cỏ gì đó này. Mình không rành mấy cái loại phấn nha. Chỉ cần biết nó đi lấy phấn là được rồi chứ mình không rành lắm. Ôi cho nó rồi. Khi các bạn bắt ong mà bắt được con chúa là như thế này, này. Chả có con nào mà nó bám con mặt mình, con người mình đó. Nó sẽ tập trung vào con chúa. Cho nên là các bạn mà đi bắt ong mà thấy cái con ong lúc mà ong nó vô nón nhiều á, mà thấy con ong nó cứ quay quay con mình á, nó đi tìm cái gì á, thì là cái con ong đàn ong đó là chưa bắt chúa nha, chưa bắt được chúa là con chúa nó chưa có về. Đó, còn nó nằm im thế này. Nó nằm im thế này là chắc chắn là chúa nó vô trong nón và nó tụ hết lại. Đó chỉ là cái đặc, đó là cái đặc điểm mà dễ nhận biết nhất thôi, dễ nhận biết nhất. Còn mà bắt ong mà nhiều bạn bắt ong mà không biết là con chúa nó vào hay chưa, không, tại vì không tìm được chúa, thì các bạn cứ theo cái đặc điểm đó là được. Không có con ong nào hết nó bu quanh mặt mình, nó đi tìm á, nó cứ là quanh quần áo mình, quanh tai quanh mặt mình á, thì là chắc chắn là nó chỉ gom hết vào trong cái tổ á, trong cái nón ong á, thì chắc chắn là có chúa rồi. Đấy, một số bạn thì không quen nhìn con chúa. Đấy, cho nên là không biết là có chúa hay không, cứ bán tín bán nghi để cầm về nuôi. Đấy, còn trong trường hợp mà nó cứ bay là mà nó tìm quanh mặt quanh mũi là chui vô lỗ tai của mình á, thì chắc chắn là chưa có chúa rồi, cho nên các bạn đừng có cố gom về. Tại vì các bạn gom về á thì nó không nuôi được đâu, không có chúa không nuôi được đâu. Thà rằng cứ để như thế này thì biết đâu là con chúa nó bay ở đâu đó vòng 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 quanh đây này, rồi nó đáp vào lại thì được. Rồi ok, coi như là mình đã hoàn thành xong cái tổ ong này rồi nha mọi người. Đấy, đã xử lý xong rồi đây. Đấy, bây giờ là không có con ong nào mà nó bám con mặt mình nữa này. Đấy, nó chỉ có đi vào nón thôi. Đấy, vậy thôi. Đấy, đám này bây giờ nó rất là hiền, do mình khống chế con chúa rồi cho nên là rất là hiền nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình nha. Xin chào, gặp lại.